vtgame.vn số bạc nhanh chóng an toàn ra rẻ. Ok, chào các bạn đến với channel của mình. Thì clip này mình chơi vi tướng mơ gắn gá và đi rừng. Thì clip này mình mang mơ gắn gá đi rừng thì đồng đội vẫn bảo là thế này mà sao đánh. Ok, thì một ngày chủ nhật chúc các bạn là luôn luôn vui vẻ, leo rank thành công và không gặp những trường hợp mà trẻ trâu như mình. Nói trẻ trâu như mình nhưng mình vác mơ gắn gá đi rừng thì mình sẽ cố gắng gánh tém nha các bạn, chứ không phải là phịt đâu. Tuy là tém không tin tưởng vào mình nhưng xíu nữa mình sẽ làm cho tém nó tin tưởng. Ok, thì đầu tiên thì mình cứ phám khu vực bùa xanh thôi, đến khu vực bùa đỏ rồi gánh thôi các bạn ạ. Tốc độ phám rừng của mơ gắn gá cũng rất chi là nhanh, tuy là bảng ngọc rất chi là thấp. Và đặc biệt là trận đấu này bên kia là một tém là toàn thông thạo ẹt cả các bạn ạ. Toàn là phun thông thạo cả rồi. Hiện tại thì bên mình đang thua bên bàn một mạng. Rồi mình chuẩn bị lên level 4 thì mình mới đi gánh được nhá. Tém mình bắt đầu chửi nhau rồi đó, mịt mù hả. Thì khi chơi game thì không nên chửi nhau nhá các bạn. Ok, thì nói thế cho mình pick con này đi, nó cũng bị chửi, mình cũng bị chửi sắp mặt rồi này. Rồi, pha này Toro lên thì chắc chắn Toro chết rồi này. Pha này Toro chết, ulti chơi luôn này. 4 điểm mà ulti phát rồi thì cũng hơi bị thấm đấy. Mình có một mạng rồi, bắt anh này làm gì đấy, anh ná định làm gì rồi, ná chết tiếp rồi, 2, 3 này. 4 này, 2, 3 rất ulti và chết luôn này. Có mạng cho mình, đỡ bị đông bắn, có mạng cho mình tiếp. 3 mạng dành cho mình, rất chỉ là ngon rồi, bây giờ thì cái trụ này sẽ thuộc về bên mình luôn. Nói về chất tướng mơ gắn gá một xíu là một trong mẫu chất tướng đầu game khá mạnh nhá các bạn. Rồi phá này để giao tránh chứ lấy được trụ các bạn ạ. 4-5 điểm rồi này, giật đèn phạt này, nửa cây máu anh em ạ. Nói về chất tướng mơ gắn gá một xíu, đó là một chất tướng đầu game rất chỉ là mạnh. Và khi nội tài của nó là khi mà các bạn tích đủ 5 điểm á, mà giật độc chiêu cuối á, thì cực kỳ thấm nhá các bạn. Rồi phá này Toro chết rồi, 2-3 rồi, giật độc chết rồi. Bá đạo dành cho mơ gắn gá. Một mẫu tướng rất chỉ là khó chịu. Bởi đôi lúc các bạn cứ tưởng là chạy thoát rồi, nhưng mà khi các bạn dính đâu khoảng 5 điểm kích độc á, thì các bạn chạy đâu khoảng 3-2-3 giây 6 rồi bắt đầu mới chết một quãng đường rất chi là dài. Thì nói về chất tướng mơ gắn gá, nói đi rừng được không? Mình khẳng định là đi rừng ok nhá, quan trọng là các bạn di chuyển và làm sao mà lấy lợi thế cho tém ấy. Chứ mơ gắn gá đi rừng thì một trong những vị pháp sư mà đi rừng thuộc dạng là phám cực kỳ nhanh ấy. Phá này theo anh nạt chết này, theo anh nạt mà đi đường đó là chết rồi. Mình tung chiêu làm chậm vật này, nó có bùa đỏ nhá. Rồi làm chậm 1, 2, 3. 3 điểm là mình giật phải là chết này. 4 điểm rồi, 5 điểm rồi thì chạy đâu nữa. Làm gì đấy, định chơi mình à. Thì không biết các bạn nào có xem clip này vạc mơ gắn gá đi rừng chứ nhỉ. Thì mình nói thật, thực sự thì mình cũng không khuyến khích các bạn vạc mơ gắn gá đi rừng nhá. Nhưng mà ở clip này thì mình chỉ làm và nói chung mình ở mức rank này thì mình làm thì mình gánh tém ok. Chứ lên mức rank cao hơn, ví dụ kim cương cao thủ thì nó cũng khác hơn đấy. Bởi vì trên đó thì có phân cầm tròn mà những chất tướng họ cũng biết chơi nữa ấy, hơi khó. Chứ mức rank bạch kim 1 này thì quá đơn giản các bạn ạ, mức bạch kim trở xuống ấy. Rồi phá này chết này, rất độc phá chết này. Chắc chắn rồi, phá này thì chắc chắn nó chết rồi. Nhưng mà màng đó thì lấy dành cho anh Zone rồi. Ở mơ gắn gá thì các bạn đến là ví dụ các bạn dùng chiêu 1, quăng chiêu 1 dính độc. Rồi chiêu 2 khi nào các bạn tích được đủ
nhiều điểm trên cái đầu đối phương thì các bạn hãy giật cái chiêu cuối, khi đó thì đối phương có thể bị sốc đám. Một trong những vị pháp sư mà chiêu cuối mà giật phạt thì sốc đám cực kỳ lớn ấy. Phá này ăn con rồng lấy lời thì cho tém này, rồi con theo ăn nạt thì chắc chắn chết đó nhá. Nó không còn đường về nữa đâu. Quảng chiêu 1 khép góc này, rồi chiêu 2 5 điểm rồi giật phạt chết luôn rồi. Huyền thoại dành cho mơ gan gá rồi. Bây giờ thì khẳng định mình solo nó chả ngán một bất kỳ cứ một ai kể cả Ngô Khống ấy. Làm gì đấy nà, đừng làm gì đấy nà, ăn mất bùa rồi. Mình về bộ trang bị thì mình để dưới phân cân clip nhá, nhưng mình cũng không khuyến khích các bạn lấy nhá. Các bạn rồi phá này này, con này chết rồi. Chạy đâu em, ôi vẫn cũng chết kìa. Thiếu đám anh em ạ. Còn về bảng ngọc thì về pháp sư thì mình khuyến phá này giao tranh xíu rồi này. Ba thôi không được rồi, không ổn này, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, giật độc con chết rồi, chết rồi. Liệu con mình có chết không? Ôi con xíu máu kìa, một xíu nữa thì hồi được chiêu 2 là có cái búp giả búp máu được rồi đấy. Thôi không sao, xong cái trường bắn mình lên cho món đồ thủ xíu nhá. Bên kia có Ngô Khống và Na Cà Rốt nha. Nói về bảng ngọc cho vị tướng mơ gán gá này thì các bạn lên cho mình như sau. Tuy là cái nick này không phải ngọc chuẩn nha, nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái ngọc tối ưu cho vị tướng mơ gán gá và cũng rất chí là mạnh nếu các bạn có đầy đủ bộ ngọc ấy. Ngọc đỏ các bạn lên cho mình đó là công phép xuyên giáp phép. Ngọc tím các bạn lên cho mình đó là hụt máu phép. Và ngọc lục các bạn lên cho mình đó là tốc đánh vật xuyên giáp phép. Ok, đó là ngọc cho vị tướng mơ gán gá cũng như là nhiều vị tướng pháp sư khác các bạn ạ. Ở trận đấu này thì mình rất chi là xanh xao rồi, hiện tại là 8-1 rồi. Và mình vác mơ gán gá đi rừng thì bây giờ mình cũng gánh được tém rồi các bạn ạ. Nên là đồng đội sẽ không chửi gì nữa đâu, đầu game thì đồng đội vẫn ở 6 đánh. Nhưng mà ok, bây giờ thì ok rồi. Thì mình bình luận không hay và nhiều khi mình cũng mới bình luận mới được 2-3 tháng nhé. Thì mong các bạn thông cảm rất chi là nhiều nhá. Nhiều bạn vào chế rồi nhiều bạn cứ nói vấn đề thằng này bình luận như ngạo, bình luận buồn ngủ thì cũng đúng rồi. Nhưng mà mình không bình luận thì đôi lúc cũng hơi nham chán xíu. Nếu các bạn có ý kiến gì thì cứ comment phía bên dưới, nếu không muốn mình bình luận thì ok. Rồi có phá giao tranh đấy, bây giờ mình bắt ai đây? Rồi tô rố này, 3... đến 3-4 điểm thì mình rất độc phải là chết cả đối này đấy, nhưng mà màng đó đây không dành cho mình. Ok, Ngô Khống ngô nghỉnh như làm gì đấy, rất độc phải chết luôn này. Bên mình có điều thuyền cũng khá mạnh nha, đông bắn cực kỳ chuẩn rồi. Pha này Việt Rá này, Việt Rá mà không về là chết đấy. Hiện tại thì mình cực mạnh rồi anh em ạ, búp giáp cho đồng đội luôn ấy, búp máu cho đồng đội chứ. Cái tém bên kia thì phun thông thảo ẹt nhưng mà bị tém mình hành cho sập mặt luôn rồi. Hiện tại thì hai sát thủ đó là Ngô Khống thì và Na Cà Rốt thì hiện tại thì không có tuổi để bắt mình được nữa. Thì mình làm clip này về mơ gán gá bởi vì sao? Bởi vì vị tướng này thì ở mức rank bạch kim trở xuống ấy thì rất chi là ưa chuồng được ưa chuồng nha. Thì mình làm clip này thì nếu các bạn không đi rừng thì các bạn lên cái cho mình cái ngọc đài pháp sư đầu tiên á, còn những món đồ 6 thì các bạn cứ lên cho giống theo mình vậy nha, nó rất chi là mạnh đấy. Vừa mạnh mà vừa trấu. Rồi ok, ôi giật độc cũng được rồi, phá đỏ không đủ tâm anh em. Rồi Na Cà Rốt thì hiện đang cố gắng đẩy lẻ và bên mình thì đang lấy cái trụ bên này. Ngủ không làm gì đấy. Rồi
bầy này chắc chỉ thể rơi 4 điểm, 5 điểm rất độc này. Nhưng mà mình không ăn được màng anh em, toàn hỗ trợ thôi. Rồi pha này chết tiếp rồi, chết hết rồi. Pha này thì tém nó nát luôn này. Chính thức bảo tin là tém bàn nát rồi. Nà thì giống như kiểu bảo á, đang cố gắng là dẹp lính và đẩy lệ. Nhưng mà đẩy lệ làm sao được, tém mình về chắn đâu hết rồi kia. Lấy cái trụ dốn ơi lấy cái trụ. Thôi không, không được rồi, không được rồi, không ổn rồi. Rồi, Toro làm gì đấy, Toro bật lành bài phong thân để đuổi dốn đặt tộc biển đi. Toro làm gì, đuổi không kịp nữa đâu, 5 điểm rồi, mình rất độc, mất nửa cây máu. Làm gì đây, Toro vẫn tiếp tục chơi, và ngủ không, mình xác định là cân 2 luôn. Cân 2 sơ cái gì, một màng rồi, rất độc phát nữa, chết luôn này. Rồi chiêu 2 búp giáp này, ok. Double kill nhẹ nhàng, cấn cả sát thủ và cấn cả đỡ đòn đối phương. Và món đồ cuối mình lấy cho món sơn giáp nhá. Đó là lên cái trường hồn má nha các bạn. Nếu các bạn không đi rừng thì các bạn bỏ cho mình cái gươm đi rừng ấy. Thì các bạn lên cho mình cái ngọc đại pháp sư nhá. Khi đó thì mơ gắn gá vừa trâu vừa khỏe vừa khó chịu ấy. Hiện tại thì mình hết mana mất rồi, chờ con bùa xanh ra rồi nha, mình sẽ ăn xong con bùa đỏ, mình lại ăn con bùa xanh nha. Tém bàn thì bây giờ nát rồi, chỉ còn một đường nữa thì bên mình cố gắng đẩy đường đó nữa là win thôi. Ná làm gì đấy, mình cướp bùa của chiêu à. Rồi, làm chấm mình có áo cho ăn băng giá với trường băng này rất độc phạt chết này. 4 điểm nắm, 4 điểm rồi thì lật phạt chết luôn ấy. Ná ảo tưởng, đính ăn bua của chiêu. Thôi, của trận này thì chắc lên win luôn các bạn ạ. Chứ trận đấu chắc có lẽ kết thúc ở đây thôi. Em mình rất chỉ là sánh sao rồi, 11-17 này. Yeah, quá sánh sao. Ok, thì trận đấu chắc có lẽ kết thúc ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Thì nếu thấy hay và ý nghĩa, hoặc là hài hước, hoặc là buồn ngủ thì cho mình một like và một đăng ký kênh. Thì cảm ơn các bạn rất chỉ là nhiều nhé. Ai yêu mến thì cho mình một share nữa. Ok, chào các bạn.